Hướng dẫn cài đặt add-on cập nhật tỷ số bóng đá trực tuyến. Đầu tiên là các bạn khởi động chương trình Firefox. Tiếp đó bạn vào mục Tool, chọn Add-on, Get Add-on và search chữ Firefox. Các bạn chọn Add to Firefox, Accept and Install và các bạn đợi cài đặt. Sau khi cài đặt thành công thì chương trình sẽ buộc bạn phải khởi động lại Firefox và nhấn Start. Sau khi Firefox khởi động lại, các bạn sẽ thấy là xuất hiện logo của Firefox ở phía bên phải góc dưới. Lúc này là Firefox chưa có một giải bóng đá nào và các bạn phải thêm nó. Bạn vào Option. Hiện ra tất cả các list các giải bóng đá trên thế giới. Các bạn tiến hành add dù World Cup, National Team Friendly là giải bóng đá giao hữu, hoặc là các bạn có thể add tất cả, hoặc là nếu giải nào mà bạn không thích thấy nó thưa thì bạn có thể xóa đi. Giải bóng đá của châu Âu, ví dụ như là Euro hay là vòng loại hay là Champions League, giải Cúp C1 hay là Euro Cup. Giải này là rồi các giải của các quốc gia, ví dụ như ngoại hạng Anh là ở England, Barclay, hay giải FA, giải của Đức, ví dụ như Bundesliga, giải của Pháp như Ligue 1, giải của Bồ Đào Nha, Spain, Liga BBVA, hay là giải của Mỹ, Major Soccer, hay giải của Ý, Italia, Serie A. Sau đó các bạn OK thì plugin này sẽ add, sẽ cập nhật tỷ số và lịch thi đấu ở đây. Trường hợp mạng bị yếu thì chương trình không thể tải dữ liệu về. Các bạn có thể kích chuột phải và chọn Connect File và Reconnect. Sau khi tải về thì ở đây sẽ xuất hiện từng cặp đấu. Chương trình sẽ in những tỷ số vừa mới thi đấu và lịch thi đấu của các trận tiếp theo. Ngoài ra, khi các trận đấu đang xảy ra thì các tỷ số sẽ màu đỏ, đó là các tỷ số được cập nhật trực tuyến. Để báo khi có bàn thắng tới, các bạn vào mục Alarm, chọn Active. Active ở đây là để hiện lên bảng thông báo nhỏ nhỏ ở phía dưới này. Và Active phía dưới là Active của âm thanh. Bạn có thể chọn Default là âm thanh mặc định, hoặc là một âm thanh nào đó mà bạn thích. Ok. Các tùy chỉnh các bạn nên để mặc định. Update score là nếu các bạn gặp phải trường hợp là mạng yếu không thể tự cập nhật được thì các bạn phải update, là kết quả sẽ tự cập nhật ở đây. Update team thì đây là thông tin của các đội bóng, ví dụ như logo. Cái này thì không thường xuyên lắm. Mỗi lần có trận đấu bóng đá nó xảy ra, chỉ cần các bạn bật Firefox lên là sẽ có kết quả trực tuyến. Chúc các bạn thành công.